8 là mình xây dựng em, theo xin một cái chào định tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Hôm nay em xin giới thiệu đến anh em một con đài radio nhé. Radio con này của quân đội Nhật. Con này là Nationa Panasonic. Và có model của nó là RF-877. RF-877 các bác nhé. Một con máy được ship bay từ Nhật Bản về, được ship từ đường hàng không về nhé, đang cực kỳ đẹp các bác nhé. Mà các bác lưu ý là con này đang cực kỳ đẹp, có dây đeo này, có nguồn adapter này, cắm điện cũng được mà dùng pin cũng được các bác nhé. Ở đây thì em đang dùng 4 quả pin, ở đây thì em đang dùng 4 quả pin, nhưng mà cái nắp pin này thì nó hơi chắc. 4 quả pin nhé. Đây đang dùng 4 quả pin Panasonic của Nhật Bản luôn. Tăng cường dạy các môn học liên kết với các trung tâm bên ngoài, phải không? Máy thì rất chất lượng các bác nhá. Lò xo pin trong này như mới tinh luôn. Còn này thì ở bên đấy họ không dùng pin mà họ cắm điện, cho nên là cái lò xo pin nó đang mới lắm. Nghệ thuật và thời gian cho các em tự học. Nếu như mà cái địa phương nhà trường mà có cái điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường lực lượng thì học sinh có cái cơ hội mà có những cái trải nghiệm như vậy thì đây là bên hông bên này. Máy rất đẹp các bác nhá, không có một vết xước hay là vết ấy gì. Trong trường học mà được thực hiện trên tinh thần rất đẹp. Anten zin theo máy này. Anten zin theo máy này. Vào thời gian học chính khóa, liệu có phải là hình thức ép học sinh hay không? Việc mà bố trí các tiết học ra nó có một thêm một cái anten dạng rồi là ra. Công ty bên ngoài nó phải sắp xếp một thời gian rồi phù hợp. Ví dụ như là sau khi kết thúc thời gian học, được mà mở lên theo chương trình chính khóa hàng ngày, tuyệt đối không được chèn cái tiết học liên kết với các cái trung tâm bên ngoài vào cái giờ học chính khóa. Vì cái chèn như vậy thì nó làm cho cái những cái học sinh mà không đăng ký học là như vậy thì nó sẽ các em cảm thấy là có rất là bất tiện và có nhiều cái ảnh hưởng về tâm lý. Thì tôi nghĩ là Bộ Giáo dục Tạo và chính quyền các cấp là cần phải giải quyết rốt ráo cái chuyện đó. Trân trọng cảm ơn. Con này FM thì 108 các bác nhé. FM này là chuẩn 108 luôn. Thưa quý vị và các bạn, trao đổi trên báo chí, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tiến sĩ Thái Văn Tài khẳng định, việc các cơ sở giáo dục chèn các tiết liên kết vào giờ FM của con này là 108 các bác nhé. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các sở giáo dục con này thì nó chạy 11 trang thì to, 11 trang thì to. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn toàn bằng bản luôn nhé. Quy định hiện hành về liên kết Marain tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học. Vâng, con máy cực kỳ chuẩn và chất lượng. Tất cả những cái chữ ở trên này các bác này là của nó là dập nổi hết nhá. Dập bằng nổi hết nhá, chứ không phải là bằng tem dán các bác nhá. Đấy, nên là các bác lưu ý để cả những cái chữ như nào vậy. Có thể sẽ ảnh hưởng tới điểm số của con. Nhu cầu học thêm của học sinh là có. Nhưng từng con ốc một này, như mới tinh này. Từng con ốc một, con máy các bác khiến cho phụ huynh bức xúc. Biết được là nó rất chi là mới nhá. Có 7 ngày. Đấy, từng con ốc này. Ngày, Lê Quỳnh Anh, đấy. Một học sinh lớp 11 ở Hà Nội. Bên trong ruột gan như mới tinh luôn. Các bác có thể mua về và tháo 4 con ốc này ra. Và nâng nắp nít này ra là có thể xem được cái mạch bên trong nhá. Rất mới luôn. Tiếng Anh thứ tôi con học thứ 8, thứ 5 con học môn hóa, thứ 6 con học môn tiếng Anh, thứ 7. Đây thua học thêm ở trường và trung tâm. Nguyễn Hữu Việt, một học sinh lớp 11 tại một trường trung học phổ thông quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mệt mỏi có khi thời gian này. Học thêm kín cả tuần này. Đấy, có bộ hẹn giờ này. Không hề muốn học đấy, thêm bộ hẹn giờ này, mấy bao nhiêu phút là tự mở này. Nên Việt và nhiều học sinh khác buộc phải tham gia học thêm. Cái này nó thiết kế loa của nó là loa dòng loa dạng như loa đồng trục các bác nhá, nên là tiếng rất hay, giúp mình có thêm sự hiểu biết. Còn đối với em thì học ở trên lớp đấy, mà bây giờ mình phải đi được, ở phần test lịch học thêm dày đặc tần của máy nhá. Phụ huynh phải bỏ ra khoản tiền đây, không nhỏ. Đối với những gia đình có mức thu nhập thấp, việc hàng tháng phải chi trả thêm một khoản tiền học thêm của con là một gánh nặng không nhỏ. Nếu mà cho con ăn học thì với mức lương của tôi thì cũng giá máy thì bao gồm máy này và nguồn adapter các bác nhá. Bao gồm máy và nguồn adapter thì các bác có thể dùng được cả cắm được cả điện, hoặc các bác có thể là dùng
pin tùy ý các bác nhé. Ở đây thì em đang test bằng pin. Nhiều tỉnh đấy, thành phố bằng điện thì các bác có thể cắm vào nguồn bên hông này. Không được dùng bất cứ nguồn bên hông này nhá. Ép buộc học sinh học thêm. Tuy nhiên, dưới hình thức tự nguyện viết đơn bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, một số trường đã lách các quy định. Tiếp đây là em test FM, FM 108 này, chuẩn 108 luôn các bác nhé. Như tính cấp bách phải xây dựng và ban hành luật, sự cần thiết phải có những cơ chế đặc thù trong luật. Thời gian qua, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an triển khai trình tự thủ tục trong xây dựng dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và FM động viên công nghiệp. Đây là em bắt trong quá trình soạn thảo, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu các nội dung, tiếp thu tối đa các ý kiến của các bộ ban ngành, tập trung các nhà quản lý, các nhà khoa học, xác định những vấn đề bất cập trọng tâm cần tháo gỡ. Tại phiên họp chung các xã Gia Kriêm, Gia Kla, Gia Nan, cơ cấu giống gồm Ri 6, Môn Thông, Mu Sang Kinh, năng suất trung bình 20 tấn một hecta. Mặt rất rõ và nét. Có máy rất đáng sưu tầm. Thưa quý vị, thưa con các bạn, các bác mà tặng cho các cụ của toàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã đạt hơn 700 ha. Trong đó có cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huyện Đức Cơ dự kiến nghe đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích lên 1.500 ha. Nhiều cây hơn. Trên cơ sở chuyển đổi diện tích cây công nghiệp kém hiệu quả hoặc trồng sen trong vườn. Các cháu học sinh trong năm học 2023-2024. Tổng số tiền trị giá 120 triệu đồng. Mặt rất nét. Ta phải quan niệm như vậy. Thế đấy là an toàn nhất. Vừa học thêm của thầy cô của mình sẽ chắc chắn sẽ được điểm cao, được đánh giá là tốt. Không có cái sự phiền hà gì với thầy cô của mình. Đấy là cái thực tế. Em chuyển sang vậy thưa ông, việc nếu chúng ta để cho học sinh chúng ta đi học thêm. Cái sóng của SVKF chủ yếu là các kênh đài nước ngoài các bác nhé. Bắt các kênh đài nước ngoài. Bắt cũng rất nét đấy. Chủ yếu là nó bắt các cái kênh của Thái Lan, rồi Trung Quốc, rồi các cái kênh nước ngoài. Tần mở và kéo các bác nhé. Những nồi cháo to đã tỏa ra khắp sảnh chính của bệnh viện. Tại đây rất đông người bệnh và người nhà bệnh nhân đã có mặt. Đấy, để rất chờ nhận cháo. Sóng mở và kéo này chính là sóng AM các bác nhé. Chính là sóng AM. Lên niềm vui, niềm hạnh phúc từ người bệnh và người nhà bệnh nhân. Bát cháo lúc này không chỉ cải thiện bữa ăn nữa, mà trong đó chứa đựng tình yêu thương, sự gắn bó, tình cảm giữa quân với dân.
Bưng tô cháo nóng hổi, nghi ngút khói, bệnh nhân Nguyễn Hữu Mạnh, quê ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đang điều trị tại khoa ngoại chấn thương, cho hay. Quá được phát chảo, cảm thấy là phát chảo là... Mình nằm trong quan tài, một lúc sau lại nghe thấy tiếng xì xào, có người bước vào, người đó chắc chắn là bánh hai. Nói em có test đầy đủ tất cả các chức năng của máy rồi, đầy đủ các cái sóng, kênh sóng của đài rồi. Bác nào mà thiên trí thì nhanh tay, các bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em số điện thoại. Trong một tuổi trẻ đó là cái sự không yên ắng. Nếu số điện thoại đang hiển thị ở trên quảng cáo đây, hoặc qua số nhà, qua địa chỉ đây để xem trực tiếp. Chị có thừa nhận rằng là con đường mỗi chúng ta đi thì chẳng chia bằng phẳng không ạ? Có chăng thì ta đã hết vô tư để khi buồn thì khóc, khi vui thì cười. Như những đứa trẻ, ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Chuyện vui, chuyện buồn giữ riêng trong lòng, chất chứa càng nhiều thì cảm xúc thể hiện ra bên ngoài càng đơn giản. Rồi ngày cứ qua đi, chúng ta đang sống hay chỉ tồn tại trong cuộc sống của chính mình? Xê dịch với em cũng chẳng có gì. Nó ngửi thấy được mùi gỗ rất là thơm, nó cảm thấy... À, xong rồi em bắt rất rõ. Chính vì bệnh viện quân y 4 cho biết về mô hình... Con này rất phù hợp cho các bác mua nào. Đây là một các trong rất nhiều các hoạt động của bệnh nghe viện. Nghe để đâu dừng này, hoặc là mang đi chơi này, rất tiện nha. Vì nó có dây đeo nhá. Đấy, nó có dây đeo theo máy các bác nhá. Dây này là bên Nhật nó gửi về, zin theo máy nhá. Ngủ nà lan tơ zin này là theo máy nhá. Hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị là 6V của Sony. Cùng nhau cố gắng để nó gửi về theo máy như vậy. Đốc đã giao cho hội phụ nữ bệnh viện phụ trách thực hiện mô hình. Video em test là dài rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh em trên toàn quốc đã quan tâm vào kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.